bác giận cái cần này, bác chỉ là móc cồn cũng ngửa giận thôi, thì nó không bị bật nặng. Đấy, chúng ta ăn ngay em nhá. Tiếng bô này uy lực luôn, nhìn này, bị bô này, không tiếng động, đúng không ạ? Bác cứ đi thử xem, riêng bác được cái đồng hồ này siêu vip. Uy lực luôn. Đây là cái két em trả lời cho tất cả anh em trên mạng nhé. Câu trả lời của em là bác đi thử về, bác cái số tiền đưa cho em, đấy là cái két. Đó. Đồ đưa thì em hỏi rất thật lòng này, cái xe này em dọn cho bác tổng thể như thế. Cái việc đầu tiên bác khi bác đến nhà em và khi đặt xe ra đồng Asavu và bìa xong rồi thì bác cảm thấy thế nào, cho anh cái cảm nhận. Anh hỏi anh mua cảm nhận thì bây giờ làm gì có hàng mới, đúng rồi, ý bác này nói là bây giờ bác rất mua hàng mới nhưng làm gì có hàng mới mà nó có thì nó đắt, đúng không? Thế bác nghĩ gì, cô rất vui, bác nghĩ gì mà trên xe bác trừ những cái gì bác mua ra, thế còn những cái lô bác nghĩ sao? Đấy, có nghĩa là bác ấy nói rất là mộc mạc, còn em giải thích ý của bác là ý của bác là cái lô bác có chấp nhận không? Còn bác muốn vào gym thì bác ấy mất tính sau, bác có tiền tính sau đúng không? Mấy bác cứ biết thừa đồ gym nó đắt rồi. Còn nhiều anh em chê cái là chê lô chê hiếc rồi 40 triệu gì mà đắt thế. Kể cả 5-10 triệu em cũng làm được, nhưng em sẽ không làm 50 triệu. Và đến tầm này thì em nói thật anh em một câu là em không bán xe rẻ. Em phải có tối thiểu cái là bản trải nghiệm 26 triệu. 25 nên là đó rồi. Ok. Đây là video thực tế em đấy, chỗ này thường tí như vậy. Thường tí. Em nói thường tí. Hoa. Tiền xe này là tiền xe Hà Nội. Thôi cháu chưa đếm tiền đâu. Thôi đừng thế, cháu thật đừng thế cũng sao cả. Đâu mà chú nhận nghĩ ra đâu đấy. Đây là cháu nội. Anh em chúc kèo thành công. Một lần nữa em cảm ơn bác Quảng nhé. Chúc bác đi tốt dùng bền. Em chúc bác và mình thật nhiều sức khỏe, tài lộc bình an hạnh phúc. Nhớ có vấn đề gì điện cho em. Thế thôi. Đi.